Người đến tuổi 50, cứ ăn 3 bộ phận này của lợn sẽ sống rất thọ, khỏe như voi, không sợ ung thư. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Bác sĩ tiết lộ, người đến tuổi 50, cứ ăn 3 bộ phận này đại bổ của lợn, đảm bảo bách bệnh tiêu tan, ung thư tiêu biến, thọ trên 100 tuổi. Thưa quý vị cô bác, dạo gần đây, có rất nhiều trang mạng nói rằng người lớn tuổi không nên ăn thịt, nhất là thịt lợn, mà hãy tăng cường ăn rau xanh thì mới có một sức khỏe tốt. Thế nhưng thực tế thì mới đây các bác sĩ đã tiết lộ rằng có 3 bộ phận của lợn cực bổ, người đến tuổi 50 càng ăn nhiều thì càng khỏe, đánh bay bách bệnh. Vậy thì 3 bộ phận của lợn đó là gì? Và ăn vào có lợi ích ra sao? Hãy cùng đi tìm hiểu ngay sau đây cô bác nhé! Như cô bác đã biết, thịt lợn là thực phẩm quen thuộc của mọi gia đình. Có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng, ngon miệng khác nhau. Tuy nhiên, đa số mọi người đều chỉ hay ăn phần thịt, mà không hề biết có 3 bộ phận của lợn sau đây còn bổ gấp trăm lần nhân sâm, càng ăn thì sẽ càng khỏe mạnh. Bộ phận thứ nhất, đó chính là dạ dày của lợn. Nói về dạ dày, thì đây là một trong những bộ phận nội tạng, nên có lẽ nhiều cô bác nghĩ nội tạng lợn không tốt cho sức khỏe một chút nào phải không ạ? Và dạ dày lợn cũng là một bộ phận không được phổ biến như thịt, không nhiều người ăn thường xuyên. Tuy nhiên thì người xưa có câu, một dạ dày lợn bằng 10 vị thuốc mới biết được công dụng của loại thực phẩm này tuyệt vời ra sao. Thời xa xưa thì do đời sống của người dân trong xã hội cũ còn thấp, nên nguồn lực về mọi mặt đều rất khan hiếm, đặc biệt là trình độ y tế còn rất lạc hậu. Vào thời điểm đó thì không có nhiều phương pháp chữa bệnh và thuốc men để lựa chọn, nên mọi người bệnh thường cố gắng ăn nhiều đồ bổ dưỡng để phục hồi cơ thể sau khi ốm. Và dạ dày lợn cũng nằm trong số đó. Theo y học hiện đại thì dạ dày có chứa nhiều protein, chất béo, vitamin A, vitamin E cũng như là sắt, magie, natri, kali, canxi và các chất dinh dưỡng khác. Những chất này thì được cơ thể hấp thụ dễ dàng, giúp nâng cao khả năng miễn dịch, đồng thời có thể đóng vai trò chữa bệnh. Còn theo sách y học, bản thảo cương mục dạ dày lợn có tác dụng bổ tỳ vị, tăng cường sinh lực và làm dịu thần kinh. Vì trong bụng lợn có chứa các thành phần có tác dụng là bồi bổ dạ dày và dưỡng khí, rất thích hợp cho những người suy nhược, thể trạng yếu. Những lợi ích cụ thể của việc ăn dạ dày lợn mà chưa ai nói cho cô bác biết. Lợi ích thứ nhất, bảo vệ dạ dày vô cùng hiệu quả. Nhiều người thế hệ xưa cho rằng đây là một loại thức ăn có tính ấm, đồng thời cũng là bao tử của con lợn, nên có tác dụng tốt trong việc bảo vệ dạ dày. Dạ dày lợn có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ. Ngoài ra thì nó còn giúp cải thiện chức năng đường tiêu hóa. Nhờ vậy khi đi vào cơ thể thì món ăn này sẽ thúc đẩy quá trình bài tiết chất độc, giảm bớt gánh nặng cho dạ dày. Chính vì thế nên những bộ phận mà cô bác đang gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa thì tuyệt đối là không nên bỏ qua dạ dày lợn để giúp cho sức khỏe của chúng ta được khỏe mạnh hơn mỗi ngày nhé. Lợi ích thứ hai, phòng chống thiếu máu. Theo các chuyên gia thì cơ thể bị thiếu sắt không thể hoàn thành được việc cung cấp máu bình thường, dẫn đến là thiếu máu. Mà thường nhiều người mấy ai để ý đến triệu chứng thiếu máu mà xem nhẹ bệnh này, nên mới dẫn đến các bệnh nguy hiểm như là đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, thậm chí là ngất xỉu. Vậy thì biện pháp tốt nhất là hãy ăn uống bổ sung những thực phẩm bổ máu, và dạ dày lợn chính là thần dược số 1 đấy ạ. Cũng theo đó thì dạ dày lợn rất giàu các nguyên tố khoáng, đặc biệt là sắt. Sau khi vào cơ thể con người thì sẽ được cơ thể hấp thụ nhanh chóng và có tác dụng là cải thiện chức năng tạo máu và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Đồng thời thì nó cũng có thể thúc đẩy lưu lượng máu tổng thể, giúp cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Chất sắt trong dạ dày lợn là rất tốt so với các bộ phận khác, nên cô bác có thể tùy theo thể trạng mà lựa chọn lượng ăn sao cho phù hợp để cải thiện tình trạng thiếu máu. Tốt nhất là hãy ăn một bữa dạ dày lợn một tuần để có thể bổ sung ngay lượng máu cần thiết cho cơ thể nhé.
Lợi ích thứ ba, cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Đối với người càng lớn tuổi thì khả năng miễn dịch sẽ dễ mắc bệnh, nhất là khi thời tiết chuyển mùa, vấn đề cảm sốt cũng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, vào thời điểm này thì cô bác cũng nên có thể ăn một ít dạ dày lợn. Vì theo các bác sĩ, dạ dày lợn ngoài chứa nhiều vitamin, protein và một số thành phần chất béo thì còn có hàng loạt các nguyên tố khoáng như magie, sắt, canxi có thể giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, tăng cường chức năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo. Có thể bổ sung các món ăn từ dạ dày bằng cách là luộc hay là hấp, ăn kèm với rau thơm đều ngon và hấp dẫn vô cùng. Lợi ích thứ tư, ngừa đi tiểu thường xuyên và tiểu gấp. Càng bước sang tuổi xế chiều thì thận và bàng quang của cô bác càng trở nên yếu hơn, nên việc đi tiểu nhiều sẽ là vấn đề dễ gặp và có không ít người gặp phải tình trạng đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp. Tuy nhiên, lại chỉ đi tìm các loại lá thuốc uống mà không để ý đến có một loại thực phẩm là bộ phận của lợn mà cô bác cứ ăn vào thì đảm bảo là khỏi bay chứng bệnh này. Những lúc như thế thì cô bác cứ ăn một ít dạ dày thì sẽ giảm bớt tình trạng đi tiểu nhiều lần và bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Từ đó thì thận cũng khỏe mạnh lên trông thấy, mà chẳng cần phải thuốc thang tốn kém lại hại người cô bác nhé. Lợi ích thứ năm, dạ dày lợn chính là thuốc bổ dành cho nam giới. Trên thực tế thì phái mạnh có thể ăn dạ dày lợn như một món ăn bồi bổ cơ thể, vì nó có tác dụng là bổ tỳ rất tốt, giúp giảm bớt tình trạng suy nhược cơ thể, đồng thời tránh được chứng tiểu đêm nhiều. Nhìn chung thì ăn dạ dày lợn đúng cách có thể nâng cao thể lực và chữa trị một số bệnh. Tuy nhiên, hàm lượng cholesterol trong dạ dày lợn tương đối cao. Đối với những người mắc bệnh như tim mạch, mạch máu não hoặc béo phì thì không nên ăn nhiều. Bên cạnh dạ dày lợn thì có một bộ phận của con lợn mà cô bác tuyệt đối không nên bỏ qua, chính là tim lợn. Để nói về lợi ích của việc ăn tim lợn thì cô bác cứ nhìn vào chất dinh dưỡng có trong tim lợn sẽ thấy. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết tim lợn có chứa protein, chất béo, canxi, phốt pho, sắt và các khoáng chất khác như là vitamin B1, vitamin B2 và vitamin C. Đồng thời, tim lợn có chứa niacin mà hiếm khi có trong thực vật. Niacin còn được gọi là vitamin B3. Đây là một trong những loại vitamin cần thiết cho cơ thể con người, giúp thúc đẩy quá trình dị hóa chất béo trong cơ thể, giãn nở mạch máu, tăng cường chức năng hô hấp. Nếu mà cơ thể con người thiếu niacin, sẽ xảy ra các triệu chứng như là viêm da, viêm lưỡi hay là mất ngủ. Vì vậy, tim lợn không chỉ có thể tăng cường dinh dưỡng cho cơ tim, giúp phục hồi chức năng hoặc là thần kinh của bệnh tim, mà còn ngăn ngừa các triệu chứng như là viêm da, mất ngủ. Cụ thể như sau. Công dụng đầu tiên mà tim lợn mang lại chính là bổ khí, dưỡng huyết, dưỡng tim, chữa các bệnh như là suy nhược cơ thể, thiếu máu. Các cụ ta ngày xưa thì vẫn thường có câu ăn gì bổ nấy, có đúng không ạ? Trong trường hợp này thì lại hoàn toàn chính xác. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng tim lợn có chứa nguồn dưỡng chất dinh dưỡng dồi dào, nên ăn vào thì sẽ cực kỳ bổ tim, lại còn vô cùng bổ máu. Nếu mà cô bác biết ăn theo cách này thì còn tốt gấp mấy lần nhân sâm thuốc bổ. Cô bác chỉ cần lấy 15 gram linh chi, 500 gram tim lợn, rửa sạch nấm linh chi và cho hết tạp chất và sắc lấy nước cốt. Tim lợn rửa sạch, cho vào nồi cùng với nấm linh chi, hành lá, gừng, tiêu, nấu đến khi chín thì vớt ra, hoặc là không thì cứ nấu cháo với tim lợn ăn 2 bữa một tuần thì đảm bảo là yên tâm, trái tim sẽ luôn được khỏe mạnh đấy ạ. Lợi ích thứ hai, dưỡng tâm an thần, dưỡng huyết, chữa buồn bực, mất ngủ, bứt rứt khát nước. Nếu mà cô bác nào ở đây mà hay bị chứng mất ngủ làm ảnh hưởng đến sức khỏe thì đừng bỏ qua món tim lợn đại bổ này nhé. Cô bác cứ lấy tim lợn một quả, quả chà là đỏ 15 gram, lá trắc bá diệp 15 gram. Tim lợn thì cắt đôi và rửa sạch cho các dược liệu và túi gạt, rồi buộc chặt dây cho vào nồi hầm, thêm một lượng nước vừa đủ và đun đến khi
tim lợn chín do ngấm gia vị. Hoặc là tim lợn 100g, hạt sen bỏ tâm 20g, bách hợp 25g. Tim lợn thái lát, cho nước vào nấu khoảng 30 phút, sau đó thì bỏ hạt sen và bách hợp nấu nhừ. Ăn hạt sen và tim lợn uống canh sẽ vô cùng bổ dưỡng, nên yên tâm sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Tuy nhiên, có một số lưu ý khi ăn tim lợn mà cô bác cần phải biết. Mặc dù tim lợn tốt cho tim và da, nhưng nội tạng động vật không thích hợp để ăn thường xuyên. Nhiều loại hormone được bổ sung vào quá trình nuôi dưỡng gia cầm và gia súc hiện đại. Các chất độc hại trong hormone này sẽ lắng đọng trong nội tạng của động vật. Vì vậy, để tốt cho sức khỏe, tốt nhất là nên ăn một hoặc là hai lần một tuần là đủ rồi cô bác nhé. Tuy giá trị dinh dưỡng của tim lợn rất cao, nhưng không phải là ai cũng thích hợp. Suy cho cùng, thì tim lợn thuộc loại nội tạng của động vật và chứa nhiều cholesterol nên không thích hợp với những người cao huyết áp, mỡ máu cao. Ngoài ra, thì những người có máu đặc không thích hợp ăn tim lợn. Chất béo trong tim lợn là chất béo bão hòa sẽ tăng cường hình thành cholesterol và chất béo có hại cho cơ thể, khiến cho máu của chúng ta đặc hơn và dễ dẫn đến xơ cứng động mạch. Và cuối cùng là bộ phận mà bất kỳ ai cũng không nên bỏ qua, chính là lưỡi lợn. Lưỡi lợn là một bộ phận được không ít người săn lùng vì thơm ngon, không có mỡ, ăn giòn sần sật, lại không hề dai. Đặc biệt là trong số các bộ phận bên trong của con lợn, phần lưỡi là bộ phận sạch và lành tính hơn cả. Mỗi con lợn chỉ có duy nhất một chiếc lưỡi. Do đó thì có thể nói việc mua lưỡi lợn không hề dễ như những phần thịt khác. Tuy nhiên, không ít người lại kỳ thị lưỡi lợn vì cho rằng đây là bộ phận bẩn do thường xuyên là tiếp xúc với thực phẩm lợn ăn vào. Thực tế thì, lưỡi lợn có thể dễ dàng làm sạch bằng cách là khi mua về rửa sạch dưới vòi nước cho sạch, rồi trần qua nước sôi, sau đó thì xả lại bằng nước lạnh, rồi dùng dao cạo sạch lớp màng trắng bám trên bề mặt phần cuống họng và hai bên gốc. Cạo xong thì cô bác xả lại dưới vòi nước sạch là có thể bắt đầu chế biến được các món ăn ngon. Còn công dụng của lưỡi lợn mang lại cho cơ thể thì chắc chắn là chưa ai nói cho cô bác biết. Công dụng đầu tiên mà lưỡi lợn mang lại chính là giúp cho xương của chúng ta được chắc khỏe hơn. Giống như các loại thịt động vật chẳng hạn, lưỡi lợn thì có chứa nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết hơn như là canxi, magie, phốt pho, natri, kali và clo. Trong đó thì canxi và phốt pho là những chất dinh dưỡng giúp xương phát triển và chắc khỏe, chống còi xương. Vậy nên, cô bác hãy bổ sung lưỡi lợn thường xuyên để tăng cường bổ sung canxi và yên tâm là xương khớp sẽ khỏe mạnh mỗi ngày. Thứ hai, bảo vệ thị lực. Ngoài công dụng trên, thì lưỡi lợn còn chứa nhiều vitamin A. Vitamin A là một thành phần của hygrosin, có tác dụng là cảm nhận ánh sáng yếu trong tế bào thị giác. Chúng sẽ giúp bảo vệ thị lực khỏe mạnh hơn. Nên là cô bác, muốn có một đôi mắt khỏe mạnh thì hãy bổ sung ngay lưỡi lợn thường xuyên nhé. Thứ ba, cải thiện tình trạng thiếu máu. Theo các chuyên gia, thì cystin và hem chứa trong lưỡi lợn có thể là thúc đẩy cơ thể con người hấp thụ sắt, có tác dụng bổ máu và cải thiện làn da. Lưỡi lợn cũng rất giàu chất sắt, không chỉ giúp cho quá trình tổng hợp hemoglobin đầy đủ, nó cũng là thành phần quan trọng nhất của hơn chục loại enzyme như cytochrome C, cytochrome oxidase để duy trì các hoạt động sống bình thường của cơ thể. Vì thế, nếu mà cơ thể của chúng ta bị thiếu máu, cô bác cứ bổ sung lưỡi lợn thường xuyên để cơ thể được khỏe mạnh hơn mỗi ngày nhé. Công dụng tiếp theo của lưỡi lợn đó là tăng cường thể lực. Theo các chuyên gia, lưỡi lợn dẹt thì có vị mặn, cứ 100g lưỡi lợn thì có chứa khoảng 15,7g chất đạm. Hầu hết các thành phần này đều là nhu cầu hàng ngày của cơ thể con người. Ngoài ra thì lưỡi lợn còn chứa các nguyên tố vi lượng như là vitamin B1, B2, canxi, phốt pho, kali, sắt nên ăn vào sẽ giúp bồi bổ cơ thể. Cũng giống như các loại thịt động vật chất lượng cao khác, lưỡi lợn có chứa 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người. Đó là tryptophan, phenylalanine, lysine, leucine, isoleucine,
threonine, methionine và valine amino acid. Tỷ lệ các chất này cũng khá gần với tỷ lệ yêu cầu của cơ thể con người, giúp cung cấp đủ chất dinh dưỡng để tăng trưởng và phát triển. Vì thế nên ăn lưỡi lợn sẽ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, nên cô bác có thể bổ sung lưỡi lợn mỗi tuần từ 2 đến 3 bữa. Là cứ yên tâm, sức đề kháng được bảo vệ mà chẳng lo bệnh tật nào ghé thăm. Công dụng cuối cùng mà lợi nhuận mang lại đó chính là dưỡng ẩm cho da khô. Theo các chuyên gia thì lưỡi lợn tươi chứa lượng nước nhất định, có thể bổ sung nước cho cơ thể sau khi đã nấu chín. Ngoài ra, lưỡi lợn rất giàu protein, vitamin A, vitamin B3, sắt, selen và các chất dinh dưỡng khác. Có tác dụng giữ ấm tốt cho cơ thể. Đối với người bị da khô, thường xuyên ăn lưỡi lợn đúng cách sẽ giúp da mịn màng hơn. Còn nếu sau khi biết được công dụng của lưỡi lợn như thế nào, cô bác hãy tham khảo ngay bí quyết làm món ngon từ lưỡi lợn dưới đây. Đảm bảo là vừa ngon miệng lại bổ dưỡng, cả nhà sẽ tấm tắc khen ngon. Món ngon thứ nhất là lưỡi heo xào xả ớt. Nguyên liệu cần chuẩn bị thứ nhất là một cái lưỡi heo, 1/4 con sả cây, muối, hạt nêm, nước mắm, hành lá, rau mùi, giấm, tỏi, ớt. Cách làm như sau. Bước thứ nhất là lưỡi heo cô bác rửa sạch, cho vào nồi nước sôi với một thìa nhỏ giấm luộc sơ khoảng 5 phút. Sả xay ra, cho ra bát, ớt quả thì thái nhỏ. Bước 2 là rửa sạch lưỡi heo, cạo phần trắng dưới lưỡi heo cho thật sạch. Rửa lại để ráo và cắt thành từng lát vừa ăn. Bước 3 là đun nóng dầu ăn, phi tỏi thơm. Tiếp theo thì cho sả và ớt vào xào thơm. Bước 4, cho từ từ lưỡi heo vào xào cùng, nêm một ít muối, nước mắm, hạt nêm cho vừa khẩu vị. Sau khoảng 8 đến 10 phút thì tắt bếp, thêm hành lá, rau mùi thái nhỏ vào là xong rồi. Món ngon thứ hai là bún lưỡi heo. Nguyên liệu như sau: 1 cái lưỡi heo, 1 ký xương, 500 g thịt chân giò, 1 ký bún, hành lá, húng lủi, dọc mùng, 5 củ hành khô, 1 củ tỏi, 2 quả ớt, nước tương, giấm, gia vị nêm vừa miệng. Cách làm như sau. Bước thứ nhất là làm sạch lưỡi heo, thịt chân giò rửa sạch, dùng chỉ buộc tròn miếng thịt, xương rửa sạch, chần xương, thịt chân giò và lưỡi heo qua nước sôi. Bước 2, cho xương, thịt chân giò và lưỡi heo vào nồi to, đổ nước lạnh ngập xương, thịt, lưỡi, rồi đặt nồi lên bếp, thêm gia vị vừa miệng và đun sôi. Khi nồi nước sôi, cô bác thả nhanh hành khô đã nướng vào nồi nước. Sau đó tiếp tục đun sôi rồi cho chân giò và lưỡi heo chín. Cô bác vớt thịt và lưỡi ra thả ngay vào bát nước đá để thịt và lưỡi được giòn ngon. Bước 3, thái nhỏ hành lá, húng lủi rửa sạch. Dọc mùng tước vỏ, bóp muối và luộc qua. Thịt, lưỡi và chân giò cô bác thái mỏng. Tỏi đập dập, ớt sắc miếng, cho tỏi ngâm trong giấm. Bước 4, nước dùng sau khi vớt thịt chân giò và lưỡi heo, cô bác tiếp tục đun cho xương ra nước ngọt và nêm lại gia vị cho vừa miệng. Sắp bún, hành, húng lủi, dọc mùng, thịt và lưỡi heo vào bát. Chan nước dùng nóng, vậy là có thể dùng được rồi. Vậy là xem đến đây, cô bác đều đã biết được những bộ phận đại bổ của con lợn để biết mà bổ sung cho cơ thể được khỏe mạnh hơn mỗi ngày rồi, phải không ạ? À? Hy vọng là quý cô bác sẽ biết áp dụng để có được một tuổi thọ như ý nhé. Tuy nhiên, vẫn phải nhắc nhở với cô bác rằng tuổi thọ của mỗi chúng ta không phải chỉ từ ăn uống mà nó phụ thuộc chủ yếu vào tâm tính của mỗi người. Đức Phật đã từng nói, người nào thu được tâm tính tốt, hướng thiện mà không tạo nghiệp thì cứ yên tâm là cuộc sống sẽ an nhàn, cứ thế sống một cuộc đời bình an, chẳng bệnh tật khổ đau nào đeo bám. Vậy nên con người, ai mà không muốn có một cuộc sống hạnh phúc khỏe mạnh, nên cô bác ngay từ bây giờ tránh tạo nghiệp, tu dưỡng đạo đức, tinh thần tốt thì đó mới là điều cần làm mỗi ngày. Cô bác thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.